Trang Nguyễn xin gửi lời chào đến đại gia đình mình. Hôm nay Trang Nguyễn sẽ gửi đến đại gia đình mình một bài điệu cổ Sao Chưa Thấy Hồi Âm, nhạc của Châu Kỳ, giọng cổ của cố soạn giả diễn cho. Mời các bạn lắng nghe. Đời hồi âm chưa thấy, anh ơi nhớ rằng đây còn có em đêm ngày hằng thương nhớ với đây. Từ lâu đành xa vắng đời trăm ngàn cây đắng, hỏi anh biết hay chăng? Chỉ cần một hồi ấm là em mừng vui lắm. Cứ sao anh phụ lòng. Ngắm nhạc tung mây bay đi nhớ trở lại em gọi tên đi sao chẳng.
đừng để em chờ mong dời dời tháng năm ta. Mỗi xin đầu đẹp lòng anh yêu dấu giữa chức nữ chàng ưu từng đắng cay say sầu chưa hữu thương bằng cầu còn anh từ xa cách làm em mong em tránh hỏi anh có ai không mỏi mòn đời mỏi ấm em hóa đành lẻ bóng nhớ thương anh ngập lòng đứng lặng trước thềm hoa kia trăng tàn ngã bóng biết ghép gì đây trên những cánh hoa tàn anh nói cánh hoa tàn đánh dấu một mùa xuân mà hoa rụng là niềm tin mình đã giờ mong đời mới mò theo cánh nhà hồn.